Hôm nay thì không có cái gì gọi là theo chủ đề gì cả. Hôm nay thì lên nói chuyện vui với các bạn tí thôi. Để các bạn, bởi vì là có mấy cái gọi là nói chuyện cũng như là tâm sự với các bạn. Bởi vì là nhiều bạn còn nhắn tin cho tôi ấy, cho nên là tôi cũng không trả lời hết được. Các bạn nói là tôi livestream nhiều hơn, thế nhưng mà cũng phải nói để các bạn hiểu một chút là để mà livestream được như mà các bạn tạm gọi là có rất nhiều bạn nói là rất là thích, không phải chỉ để nghe gọi là cho nó vui, và tôi cũng không phải tôi nói để cho nó sướng cái mồm tôi hay là để nói sướng cái lỗ tai của một ai đó. Cái mục đích của tôi thì là tôi muốn qua cái livestream, cái phương tiện livestream mà Facebook người ta làm cho mình ấy, thì nó như là một cái sự kết nối, và tôi thì cũng quả thực là cũng rất muốn là đi gặp gỡ được nhiều các anh chị em ở khắp nơi, nhưng mà vì những cái điều kiện nó không cho phép, về tiền bạc mình cũng không phải sẵn, thứ hai nữa là thời gian mình cũng không phải để bố trí được, cho nên là tôi muốn là thông qua cái hình thức livestream này mà bằng một cách nào đó, thứ nhất là để tôi bày tỏ những cái suy nghĩ, những cái quan điểm của mình để chia sẻ với mọi người, và hai nữa là tôi nói không phải chỉ có mỗi riêng góc độ của cá nhân tôi, mà tôi mỗi lần livestream thì tôi cố gắng là tôi gọi là gì nhỉ, tổng hợp những cái tin tức, và tôi muốn nói thay cả cho những cái người khác nữa, nhiều bạn khác nữa, nêu lên những cái quan điểm của mình về những cái vấn đề nào đó trong một xã hội, thì ý là như thế. Thì cũng có thể rất là cảm ơn các bạn, rất là nhiều bạn cũng nhắn tin, có những bạn là bạn Facebook của tôi, có những bạn chưa từng là Facebook của tôi, nhưng vì tôi để chế độ cài đặt là ai cũng có thể nhắn tin cho tôi được, cho nên là nhiều khi tôi cũng đọc, nhiều khi tôi cũng không đọc hết, bởi vì tôi đặt cái chế độ mấy trước nó có hay có cái Facebook, cái tin nhắn ấy, nó trước cái mấy năm mấy tháng trước hoặc hơn năm trước gì đó, nó có một cái chế độ tức là người ta spam spam tin nhắn, tức là để quảng cáo rồi nọ kia thứ nhiều lắm, thì tôi phải đặt cái chế độ lọc tin nhắn. Thế thì nhiều cái tin nhắn của các bạn mà mới ấy, thì nó vẫn đến tôi, nhưng mà không phải tôi đọc ngay, bởi vì nó quá nhiều, cho nên là lúc nào mà tôi có thời gian thì tôi mới ngó vào những cái phần gọi là tin bị lọc đấy, thì mới biết được các bạn. Thì tôi cũng đọc được một số thông tin về cái nội dung các bạn, nhưng mà tôi cũng không có thể nào mà thời gian nào mà để tôi trả lời từng bạn một, thế mà cái đầu tiên là mong các bạn thông cảm về chuyện đó. Thế thì có rất nhiều bạn nói rằng là các bạn rất thích những cái livestream của tôi, thậm chí là rất là nhiều các cái phụ huynh của các bạn nói, tức là bố mẹ, thậm chí là anh chị em của các bạn rất là hay nghe, và không phải chỉ để nghe cho vui, mà có bạn ở tít tận trong vùng Lâm Đồng, trên cao nguyên Tây Nguyên, các bạn có nói rằng là cái sau một cái livestream của tôi, về bữa tôi nói về cái chuyện làm cái thủ tục cho người mất đấy, chứng chứng tử ở phường Văn Miếu ấy, thì bạn ấy nghe theo dõi, và bạn ấy nguyên văn là bạn nói là em cảm thấy rất là có cái động lực, và đặc biệt là khi em ra làm việc với lại những người gọi là tạm gọi là công quyền, thì em cảm thấy rất là tự tin hơn trước rất nhiều sau khi xem cái livestream đấy của anh đấy. Thì đấy, nguyên văn bạn ấy nói thế, thì tôi cũng rất là cảm ơn, và tôi cũng rất là thấy là vui, bởi vì bằng một cách nào đó mà tôi đã giúp được cho mọi người. Tôi có thể không giúp được cái điều nọ điều kia chẳng hạn, nhưng mà ít nhất thì làm về mặt tinh thần thì đã giúp được các bạn. Thế thì tôi cũng rất là vui, cái điều đấy nó cũng động viên cho tôi. Thế rồi có những bạn nói là sau khi nghe có những cái livestream của tôi thì các bạn cảm thấy là trong người các bạn ấy nó cảm thấy cảm giác như là dòng máu nó cũng sôi sục lên đấy, giống cuốn theo cái dòng livestream của tôi chẳng hạn, như thế. Thế hoặc là có bạn các bạn ở trong kia, các bạn nói rằng là bố và mẹ của các bạn ấy xem ấy, bố đặc biệt ông bố ấy, thì chắc là các cụ nhiều tuổi rồi, 70 hơn 70 gì đó, thì ông cụ xem rồi ông cụ cứ vỗ đùi lên đét, thì tôi có nói đùa là vỗ cẩn thận đấy, không là sưng chân lên, sưng đùi lên quá rồi lại, tối lại khổ, cụ bà già lọ mọ là phải bóp chân xoa bóp nữa thì mệt đấy, thì tôi cũng trêu lại như thế. Thì nói chung tóm lại là nhiều bạn cũng muốn tôi livestream và nói những cái đề tài nó nóng hổi trong cuộc sống mà các bạn theo dõi mọi người cùng, nhưng mà quả thực là nói để các bạn hiểu, cái thứ nhất bây giờ nhà tôi thì nó rất là hẹp thôi, nó không có cái phòng, nó một cửa gian ở trên lợp tôn mà lầm trần, dưới này là nhà chia một cái phòng nhỏ trong gọi là tạm gọi là cái buồng,
Còn ngoài này hầu như là tất cả là một cái không gian rất là chung ở đây. Thì tối thằng con nó sẽ học, bọn đi vào năm học của chúng nó ngồi nó học đây mà tôi nói to á, hoặc tôi livestream nhiều á thì nó ảnh hưởng cái việc học của nó. Cho nên là tôi cũng gọi là chỉ tranh thủ trong vòng mỗi một tuần, tôi thường tôi sẽ cố gắng vào trong cái khoảng độ tối thứ sáu hoặc là tối thứ bảy gì đó thì nói về những cái đề tài nào đó mà nó đòi hỏi cái sự đầu tư cái thời gian hơn, đọc cũng như là chắt lọc cái thông tin rồi sắp xếp ý rồi cố gắng trình bày làm sao một cách nó dễ hiểu nhất đến quảng đại quần mọi người, quảng đại quần chúng những cái tầng lớp khác nhau. Đấy thì nó là như thế. Và hai nữa là đấy là một ý, tức là về cái điều kiện gia đình thì nó cũng không phải có một cái phòng riêng để mình ngồi mình thoải mái mình nói, mà tiếng của tôi nói thì nhiều khi nó cuốn hay cuốn theo cảm xúc, cuốn theo cảm xúc thì có thể cái giọng của tôi nó lên bổng xuống trầm, thì thậm chí nó có những cái lời nó rất là to nó ảnh hưởng. Thì nó cũng không, tôi cũng con người cũng nó không phải là kiểm soát được cảm xúc mình nó tốt lắm như người khác, đấy là một cái nhược điểm của tôi. Thế rồi gì nhỉ, thế rồi để là mà nói được một cái đề tài nào đó mà tạm gọi là như các bạn gọi là đánh giá gọi là nó hay hoặc là nó thú vị hoặc là nó nghe được và các bạn thích nghe, thì quả thực là tôi sẽ phải dành rất nhiều thời gian tôi tìm hiểu, tôi đọc những cái bài hoặc là những tìm kiếm thông tin. Bởi vì mình nói thì mình phải cố gắng làm sao mà ví dụ như là nó liên quan đến con số chẳng hạn thì mình phải cố gắng mình lấy được cái con số nó trong cái nguồn nào đó nó khá chính xác và nó khá tin cậy một chút. Thế rồi mình phải ghi lại, mình nốt nó lại, mình ghi nó xuống các cái quyển sách một cái sổ ấy, thì mình ghi lại về những cái đó. Thì khi mình nói mình hoặc là mình thuộc phải thuộc nó cái mốc thời gian hoặc là những con số, hay là mình phải phải để nó ở trước mặt đây, thì ví dụ khi cần thiết mình phải liếc vào mình nhìn vào cái con số đó để làm sao mà đưa ra một cách nó mang tính thuyết phục và nó có nguồn là nói mình lấy ở đâu mình nói cái gì thì mình phải giới thiệu mọi người để mọi người cũng biết và đối chiếu. Thế rồi đọc những cái thông tin sự bàn luận, bởi vì mỗi một cái thông tin bây giờ thì nó rất là đa chiều, nó hàng cái luồng hàng bao nhiêu cái thông tin khác nhau ấy, mà mình lại phải tỉnh táo nữa, rồi mình phải đọc xem là cảm thấy là à cái người này người ta nói hoặc là người ta viết quan điểm người ta thế này nó đúng hay là nó sai, nó đúng ở điểm nào nó sai ở điểm nào, và mình cố gắng làm sao mình suy nghĩ một cách mà nó gọi là khách quan nhất ví dụ như thế. Thế thì để mà bởi vì khi mà nói tôi cố gắng tôi đặt cái vị trí của tôi vào, tức là tôi không phải chỉ nói cho riêng tôi, tất nhiên là có phần của tôi nhưng không phải là tất cả, mà tôi nói thay cho rất nhiều các anh chị em khác mà muốn nói về cái chuyện đó. Đấy, thì cái quan điểm của tôi là như thế. Cho nên mình không thể nói bừa, nói gọi là cho bừa bãi quá cái câu chữ hoặc là cái từ ngữ, mình cố gắng mình kiểm soát, nói cố gắng thôi chứ còn không thể nào kiểm soát hết được cái chuyện khi mình sử dụng ngôn từ nó theo cái cảm xúc. Nhiều khi là có những cái chuyện nó quá bất công trong một cái đất nước của như hiện trạng như chúng ta hiện tại, thì nó có rất là nhiều những cái chuyện mà bất công mà khi mình đọc nó hoặc là mình nói cái cảm xúc ở trong người mình nó dồn lên này, nó nhiều khi là nó không được, ngôn từ nó không phải được chuẩn mực lắm ví dụ như thế, thì tôi cũng ngại. Thế rồi đấy là về cái chuyện là livestream là như thế. Cũng một số cái nữa nhưng mà thôi lúc nào tôi nhớ sau thì tôi nói. Thì đấy là về về livestream, tức là phải tìm chủ đề về phải phải dành thời gian của nó để tìm tìm hiểu nghiên cứu rồi lấy cố gắng làm sao lấy được cái ý tứ của mọi người mà nó thấy là tôi cảm giác tôi nhìn nhận theo cái quan điểm tôi ít nhất là nó phải hợp lý và nó khách quan công bằng. Mình cố gắng đứng ở trong cái trên một cái tư thế như thế chứ mình không nên là nói đưa quá nhiều cái chủ quan của mình ra. Thì đấy là cái chuyện mà tại sao rất nhiều anh em nói là cứ nhắn tin bảo tôi là livestream mà tôi lại không không thường xuyên được, là nó có một vài cái lý do như vậy. Để các bạn cũng cố gắng thông cảm, trước hết là cảm lời lời cảm ơn các bạn, bởi vì các bạn có yêu quý tôi, có quý mến tôi thì các bạn mới dành những cái chuyện tình cảm như thế. Nếu như tôi mà không không hoặc là chưa trả lời được những cái tin nhắn của các bạn thì các bạn thông cảm. Thì tôi tối nay tôi muốn nói với các bạn một đôi lời là về cái chuyện livestream là như vậy. Thế còn tôi sẽ tối nay tôi đã lên livestream thì tôi muốn nói luôn là cái có một cái gọi là hôm nay tôi đi đọc tôi cũng có đăng tin đấy, đọc về một cái chuyện mà gọi là ở trên Tuyên Quang này. Trên Tuyên Quang thì bạn Hồng Minh thì phải, bạn ấy đăng cái ảnh để tôi nhìn thấy sáng nay tôi đến cơ quan tôi nhìn thấy cái bạn Hồng Minh, bạn ấy đăng cái ảnh chụp hai cái ảnh trên status của các bạn đấy, cái tút của các bạn đấy là
Cái ảnh thứ nhất là chụp một cái ảnh về cái suối mà người dân người ta làm một cái cầu nhỏ, để bắc ngang cái dòng suối để làm một cái lối đi. Và cái ảnh thứ hai là chụp cận cảnh một cái gốc cây ở trên một cái bờ suối, ghi dòng chữ là cầu Bình Thế, chỉ dành cho học sinh và người dân đi qua, cấm mà cấm cán bộ xã không được đi. Đấy, đi là nguyên văn của cái nội dung ở trên cái tấm biển cấm của người dân thế. Nhưng mà trước hết thì tôi muốn bình luận về cái chỗ mà cái chữ, bởi vì anh ấy ở trong Vũng Tàu, anh ấy có vừa bình luận đấy, có còm ở trong cái tốt của tôi ấy. Thì anh ấy nói là về chữ nghĩa, về mặt chữ nghĩa ấy, khi mà chúng ta đã dùng cấm thì chúng ta không dùng chữ không nữa, tức là chỉ phủ định một lần thôi. Chúng ta dùng vừa cấm lại vừa không được, có nghĩa là hai lần phủ định thì nó thành sai, nó không thành câu cấm. Thì đấy là về mặt chữ nghĩa thì các bạn và cái lỗi này rất hay, không phải chỉ những người 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 gọi tạm gọi là những người dân lao động mà ít 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 dành cái tâm trí cho cái chuyện chữ nghĩa, ngữ nghĩa mà sử dụng sai đâu, mà rất nhiều, thậm chí các nhà báo hoặc những cái người mà chuyên đáng lẽ gọi là nghề kiếm cơm bằng những cái con chữ ấy, thì cũng dùng sai rất là nhiều. Thì anh Hải anh ấy nói cũng đúng đấy. Thì tôi cũng muốn nói là chúng ta đã dùng cấm thì chúng ta không dùng chữ không được nữa. Ví dụ ghi là cấm đổ rác ở đây thì chỉ cần thế là đủ rồi. Hoặc là viết thay vì cấm các bạn dùng chữ không được thì các bạn viết là không được đổ rác ở đây. Đấy, ví dụ như thế. Chứ các bạn không thể nào viết lại vừa cấm và không được thành ra cái câu là cấm không được. Cấm không được có nghĩa là được à? Đấy, cho nên là phủ định, hai lần phủ định nó sẽ thành khẳng định. Thế thì các bạn chú ý cái chỗ dùng câu chữ đó. Thì về mặt chữ nghĩa là như thế. Nhưng mà tôi thì tôi muốn bình luận chút một chút về cái chuyện là người dân người ta làm cái cầu và nó có cái biển, cấm như thế, tức tạm gọi là biển cấm là đúng đi. Thì gọi là cái biển cấm đấy thì nhìn sơ qua thì chúng ta thấy rất là có thể là nó thấy một cái gì đó nó có thể là buồn cười. Nhưng mà nếu mà nhìn sâu vào chỉ cần một cái nội dung như thế thôi, một cái biển bằng các tông, bìa các tông mà viết vài dòng chữ nguệch ngoạc thôi, cũng kèm với hình ảnh của cái cầu nhỏ nhỏ qua suối đó, thì nó thực sự là nếu mà để bình luận chuyên về một cái đó thôi thì tôi nghĩ rằng là khá nhiều vấn đề để mà bình luận vào. Nhưng mà chúng ta, tôi cũng xin phép thì nói ngắn ngắn một chút thôi về cái hiện tượng đó. Thì cái thứ nhất ấy, chúng ta nhìn vào cái biển đó và cái cầu nhỏ như thế, chúng ta phải hiểu và chứng tỏ ở cái chỗ Bình Thế, cái địa phương tạm gọi là cái tên cầu đó là Bình Thế đó, ở Tuyên Cang đó, thì chắc chắn một điều là gì, các cái quan chức địa phương ở đây là quan chức xã, người ta chứng tỏ người ta không làm được gì cho giúp cho người dân cả. Và cái chuyện mà không giúp cho người dân ở đây, cụ thể là cái việc xây một cái cầu qua cái dòng suối đó, mà chắc chắn tôi đọc ở trên cái nội dung đấy dành cho học sinh và người dân, vậy thì tôi đoán chắc rằng cái cầu đó phải cái băng qua ngang con suối đó, chắc chắn nó dẫn đến một cái ngôi trường, thì người ta mới viết cái chữ mà dành cho học sinh như vậy. Và dẫn đến ngôi trường, nhưng mà người ta mong mỏi phải, và tôi chắc chắn một điều là người dân ở cái địa phương đó người ta mong mỏi cái chuyện có một cái cầu vượt qua suối để cho học sinh và người dân đi lại nó được an toàn vào những cái mùa, đặc biệt là những cái mùa lũ, mưa lũ. Thế nhưng mà kết quả là con số không và không có một cái cầu nào xuất cả. Và cái biện pháp cuối cùng của người dân ấy, thì người ta đã bằng người ta quyên góp tiền bạc và người ta chắc là đóng góp cả công sức nữa để làm ra một cái cầu, tạm gọi là cái cầu, nhưng mà gọi mình nhìn một cái lối đi rất là nhỏ, chúng ta cứ tạm gọi là một cái cây cầu theo kiểu của người dân đi, thì người ta đã làm được. Và người ta làm được, người ta tự làm, thì cái điều đó nó thể hiện là gì, nó phủ nhận cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản người ta vẫn vốn dĩ người ta nói rằng là người ta lãnh đạo toàn diện, tức là tất cả mọi thứ, mọi nơi, mọi việc, mọi chỗ người ta đều dưới sự lãnh đạo của Đảng hết. Đấy là người ta lời người ta nói. Nhưng thực sự thực thì cái chỗ Bình Thế đó, người Đảng bộ, chính quyền địa phương đó người ta không làm được cái điều gì như cái mong đợi của người dân, cho nên dẫn đến việc là người dân người ta tự làm. Người ta tự làm chủ cái cuộc sống người ta, bởi vì cái xã hội, cái cuộc sống của nhu cầu cuộc sống nó bức xúc, bức thiết và nó cần phải có một cái chỗ, một cái cây cầu để bắc ngang dòng suối, để tránh những cái tai nạn nọ kia và thuận tiện cho cái việc đi lại của người dân, cũng như đặc biệt là các em học sinh trên đường đến trường như vậy. Và người ta đã tự đứng lên là làm, thì nó một là nó phủ nhận cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam ở tại cái địa phương đó. Cái thứ hai, nó khẳng định cái quyền làm chủ cuộc sống của người dân. Tôi chưa biết là người ta nghèo hay người ta giàu thế nào,
Nhưng cái việc người ta tự, người ta đứng lên, người ta quyên góp, người ta hô hào, người ta huy động tiền, của cải và vật chất, và cũng như là cái sự đóng góp của người ta, và người ta đã làm cái thành quả nó hiện ra, cho dù nó có nhỏ bé hay chăng nữa, như thế nào nữa, thì chúng ta vẫn cứ tạo gọi là cái cầu. Và nó đã giải quyết được một phần nào đó cái nhu cầu của cuộc sống người ta, tức là đi bắc qua hai cái bờ, vượt qua con suối đó để dành cho những người dân và đặc biệt là các học sinh. Đấy, thì thứ nhất là nó phủ nhận cái vai trò mà đòi, người ta cứ Đảng Cộng sản vẫn nói là đòi lãnh đạo toàn diện. Cái thứ hai là người ta chứng minh rằng người dân mới thực sự làm chủ của tất cả mọi những cái công việc, làm chủ của mình. Và cái điều đó nếu như mọi người để ý thì nó, và cái nữa, chính vì cái ý cái cuối là cấm cán bộ xã không được đi qua, tức là cấm cán bộ xã không được đi qua cái cây cầu mà do những người dân người ta đóng góp như vậy, thì cái việc đó nó thể hiện cái gì? Không phải là chỉ những cái câu chữ đơn giản như thế, nó thể hiện một cái điều rất là người ta phủ nhận cái vai trò lãnh đạo của cái Đảng Cộng sản, đặc biệt đại diện ở đây là những người cán bộ xã, là cái cấp địa chính quyền gọi là thấp nhất và gần dân nhất, thì người ta phủ nhận cái vai trò đó. Và người ta nếu rõ tôi là ông chủ cái cây cầu này, ông chủ của mảnh đất này và ông chủ của hành động này, cho nên chính chúng tôi những người dân không tạm gọi nôm na là dân đen mà không hề có một tí chức sắc quyền hành gì cả, nhưng chúng tôi mới thực sự làm chủ cái cầu này, và chính vì chúng tôi làm chủ cái cây cầu này, chúng tôi có quyền cho ai đi và không cho ai đi, chỉ cho những người dân và những em học sinh là con em của họ đi thôi, chứ còn đặc biệt cấm các ông cán bộ xã. Và cái chuyện cấm ở đó, ở đây là gì? Nó phủ nhận cái vai trò lãnh đạo. Và hai nữa, thể hiện người dân làm chủ. Các ông muốn đi qua nhưng tôi không cho các ông đi qua, chúng ông không được phép đi qua. Đó, cái điều đó thì nó khẳng định cái vai trò và vị thế của người dân nó thực sự ở trong cuộc sống, chứ không phải ba cái lời đầu môi chóp lưỡi là gọi là đòi hỏi lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối, trong khi đó là không làm được cái việc gì tất cả, để cuối cùng người dân lại phải tự làm được đứng lên. Thì tôi thấy rất cái điều đó ở cái góc độ mà gọi là cái quyền công dân và cái quyền làm chủ đất nước, làm chủ các cái công việc của mình ấy, thì tôi thấy là đáng khuyến khích. Và cái việc làm đấy, bà con nhân dân ở những cái địa phương khác chúng ta cần phải học hỏi. Tôi nói là nhân rộng hay và nhân rộng lên toàn quốc, tôi nghĩ là cũng đúng. Bởi vì có rất nhiều những cái việc này mà các vị cán bộ, hay gọi là tất nhiên là đã là cán bộ lãnh đạo thì người ta, đấy là ngôn ngữ người ta dùng ấy, thì tôi cứ tạm gọi ngôn ngữ người ta như vậy, thì người ta đều là đảng viên Đảng Cộng sản hết cả. Thậm chí là ở vùng nông thôn người ta còn gọi là cấp ủy, đúng không ạ? Chi bộ nhỏ nhất là cái gọi là chi bộ thôn, chi bộ xóm, chi bộ, đấy là những cái đơn vị mà gọi là nhỏ nhất của một cái Đảng Cộng sản. Những cái vòi rất nhỏ người ta bám ở rễ ở khắp tơi vùng bản xa xôi, cũng như là các cái làng bản ở địa phương, ở đồng bằng cũng như là ở miền núi. Thế nhưng mà họ chả làm được cái gì cả. Thì bây giờ chúng ta người dân mới thực sự làm chủ của mình, làm đúng theo những cái lời họ nói, tức là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra mình phải, và người dân làm chủ đất nước. Đấy, thì chúng ta đúng, những cái việc làm, tôi nhìn thấy cái việc làm nhỏ bé của một người dân mình thế, nhưng mà thực sự là nó một cái sự gì đó, một cái sự trưởng thành của người dân, cái sự trưởng thành về nhận thức. Và tôi nghĩ rằng các địa phương khác cần phải, mọi người cũng cần phải học tập cái chuyện đó, bởi vì có rất nhiều việc trong xã hội chúng ta, hầu như Đảng Cộng sản người ta, những người đảng viên Đảng Cộng sản mà nắm quyền chức ở các địa phương, họ một là họ không bất lực, họ năng lực nó kém, hai là họ có năng lực nhưng mà họ, cái năng lực của họ nó chỉ dành cho cái chuyện gọi là mưu mô và gọi là đánh quả, tức là chỉ cần biết nhăm nhăm làm sao mà nó kiếm vào cho mang tiền về bỏ vào túi người ta và mang lại lợi ích cho người nhà, anh chị em hàng của họ ta thôi. Người ta không nghĩ về cái chuyện giá trị những cái liên quan đến cộng đồng, những cái trong dân chúng. Thế thì nếu mà người ta bất lực và người ta kém thế thì chắc là chúng ta phải dần dần người dân, những người dân bình thường nhất chúng ta cần phải suy nghĩ về chuyện đó, và chính chúng ta mới người làm chủ. Và chúng ta suy nghĩ đến cái chuyện là tại sao những cái người mà gọi là năng lực kém, hoặc là gọi là mình gọi là cái tầm, cái tài cũng như cái tâm của người ta không có, thì tại sao họ lại được phép mà gọi là lãnh đạo chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta cũng có thể, khi mà chúng ta làm chủ được mọi cái thì chúng ta có quyền được bầu lên bất kỳ một ông bà nào, có kể cả Đảng Cộng sản, hay là thậm chí sau này là cái chuyện mà có một cái đảng phái, những nhiều cái đảng phái khác nữa chẳng hạn, thì chúng ta có quyền lựa chọn bất kỳ một ông bà nào đó. Chúng ta có thể không là người dân, chúng ta nói là tôi không cần phải
phải theo một cái đảng phái nào, nhưng mà tôi có quyền được chọn ra một cái người mà đại diện cho chúng tôi để lo trong lắng cái cuộc sống của chúng tôi, từ cái chuyện xây đường, xây trường, xây học, rồi xây cầu, rồi những cái chuyện ví dụ như là những cái chuyện xã hội và hàng ngày này thôi, chứ chưa cần phải to to bố lớn của đất nước chẳng hạn, thì chúng ta phải có quyền. Và những cái người mà được chúng ta mà bầu lên đó thì bắt buộc họ phải có cái trách nhiệm, thái độ trách nhiệm và tận tụy với công việc được giao đấy, ví dụ như thế. Thì tôi nghĩ rằng có một cái hôm nay tôi nhìn thấy cái hình ảnh về cái chuyện cái cầu xây cầu và người dân người ta treo biển thông báo như thế, tôi thấy là nó một cái sự gì đó, nó cảm nhận một cái đó. Nhiều khi tôi cũng chưa gọi là nghĩ hết được các cái từ ngữ trong một cách thấu đáo để mình diễn tả cái cảm nhận đó, nhưng mà tôi cảm nhận đúng là có một cái sự nó khác, một sự nó khác, mà người dân chúng ta cần phải cái sự thay đổi đó và nhận thức đó, nó cần phải phát huy và cần phải nhận thức rằng là việc làm đúng, đấy là việc làm đúng. Có thể là có rất nhiều người hoặc là những ông đảng viên cộng sản và ông lãnh đạo cộng sản nghĩ rằng là cái việc đấy là xấu, là thế nọ thế kia, ông có thể chụp mũ và thế nọ thế kia, nhưng mà tôi nói xin lỗi với các ông nhé, ông thử nhìn lại trong cái quá khứ, quá khứ của chính những người đồng chí của ông, những người tiền nhiệm, những người đảng viên gọi là lãnh đạo ở cái tầm cao cấp, ví dụ như là bí thư tỉnh ủy chẳng hạn, bí thư tỉnh ủy chắc là ủy viên trung ương đảng là cái chắc rồi. Thế thì những cái người như vậy, nhưng mà có, tôi nói ví dụ chẳng hạn, tôi lấy luôn là cái ví dụ như là ông gì nhỉ, tự dưng tôi lại quên tên, và bí thư đảng ủy Vĩnh Phúc, về cái chuyện khoán 10 ấy. À, khoán 10 ấy. Tự dưng tôi lại Kim Ngọc, rồi ông bí thư Kim Ngọc, bí thư tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc ngày xưa là ông Kim Ngọc, thì ông đã phá rào, tức là đi, ông ấy nói như ngôn ngữ bây giờ, ông đi ngược lại chủ trương chính sách của đảng ở đây là đảng cộng sản, ông đi ngược lại cái chuyện chính sách đó, và ông ấy trong cái vấn đề chính sách, bởi vì nó trước tình hình cái cuộc sống của người dân cái thời đó, các bạn những người như tầm tuổi như tôi đời 7x đời đầu trở về, ngược về các bác lớn tuổi hơn tôi đời 6x hoặc 5x, thì các bạn quá hiểu, các bác quá hiểu về cái chuyện là trước kia vào hợp tác xã nó nhàn như thế nào, rồi chấm công đăng điểm sao, từ một cái đất nước nông nghiệp Việt Nam nó có đầy tiềm năng, hai cái đồng bằng châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long trù phú như vậy, thế nhưng mà lại chúng ta lại đói đói ăn, và thậm chí chúng ta phải ngửa tay đi xin những cái hạt bo bo viện trợ của cái khối xã hội chủ nghĩa anh em ngày xưa, thế rồi về ăn độn củ khoai củ sắn các thứ, nói chung tóm lại là chết đói đúng không ạ. Thế nhưng ông Kim Ngọc tại sao, một ông bí thư tỉnh ủy, ông ấy đã phá rào và ông ấy đi ngược lại, nói đúng như ngôn ngữ nếu như quy chụp hiểu bây giờ ông Nguyễn Phú Trọng ông nói, tức là đi ngược lại chủ trương chính sách của đảng, nhưng tại sao ông đi ngược như vậy, và lúc đó người ta cũng quy ông ấy là phản động, cũng như bây giờ những cái lời nói của tôi có thể nói nó ngược, nó khác với lại cái chính sách của đảng cộng sản Việt Nam, của những người đang cầm quyền hiện tại của đất nước Việt Nam này, các ông lại chụp mũ cho tôi là cái là phản động, cũng chắc gì các ông đã tốt đẹp, về sau này lịch sử phán xét chắc gì các ông đẹp, các ông thử nhìn ngược lại đấy. Tôi muốn lấy cái ví dụ của ông Kim Ngọc là bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc, là con người gọi là bí thư một tỉnh ủy, tức là ủy viên trung ương đảng cộng sản Việt Nam, vậy mà ông ấy nhìn thấy cái thực trạng mà cái người dân nó bi đát, cái cuộc sống người dân nó bi đát đói ăn như thế đủ ăn, và ông ấy giao cái chuyện mà gọi là giao ruộng, thay vì ngày xưa các bạn hiểu hợp tác xã ấy, thì tất cả đất đai ruộng vườn về nông nghiệp ấy, cây lúa ấy, là hợp tác xã quản lý, thế còn những người dân nông dân ấy, thì gọi là xã viên, và xã viên thì chỉ gọi là gõ kẻng thì đi làm đồng cùng chung tập thể, học cái mô hình hợp tác xã của Liên Xô, mà của Liên Xô, thì làm thế rồi chấm công ghi điểm, thế sau này thì thua gặt lúa được bao nhiêu thì về chia theo, ví dụ như vụ mùa này nhà tôi đóng góp được 30 công chẳng hạn, thì mỗi công tương đương với mấy lạng lúa chẳng hạn, thế xong rồi chia chia gọi là công điểm đấy, cái chế độ công điểm ngày xưa là như thế. Thì tôi cũng cảm nhận cái việc đó, mà bởi vì cái ngày đó là tôi vẫn còn tham gia, và tôi biết ví dụ như ông bác trưởng nhà tôi làm cái chức gọi là đội trưởng đội sản xuất ở trong thôn, chia xã một xã thì nó hợp tác xã nó sẽ chia làm nhiều nhiều đội sản xuất, và bác của tôi chính là một ông đội trưởng đội sản xuất. Tôi quá dành những chuyện đó, công điểm thậm chí chia nhau đến cái vụ mùa, sau mỗi vụ mùa vụ chiêm, một năm có hai vụ mùa mùa vụ chiêm thì phơi lúa xong rồi ra sân kho, gọi là sân kho hợp xã, thế rồi chia rồi cân, có những cái cân bây giờ tôi tả mất thời gian, nhưng mà các bạn phải hiểu cái cân ngày xưa nó rất là buồn cười, để người ta bê những cái bao lúa lên người ta đặt lên đấy, thế rồi công điểm rồi làm sổ sách, thì cái bàn máy tính tôi còn nhìn những cái hình ảnh bác ấy gõ cái máy tính lạch cạch này đấy, thì bác ấy gõ như thế, rồi ông kế toán ví dụ như thế, thì tôi ngày xưa là lúc đấy thì tôi cũng đứng cạnh mà tôi quan sát, tôi biết hết những cái hình ảnh đó, nó ở trong ký ức của tôi nó không lạ lẫm gì cả. Vậy dài dông dài thế để các bạn hiểu một chút về nhiều bạn bây giờ, ví dụ 8x, thậm chí cả nhiều cái bác lớn tuổi hơn tôi nhưng mà sống ở thành phố thì không có cái khái niệm cái hợp tác xã, không hiểu thế nào là chế độ công điểm, không hiểu thế nào là khua kẻng, thậm chí
là không hiểu thế nào để gọi đội 202 rồi đội rồi là khua kẻng, ví dụ như cơn bão chẳng hạn, bão sắp tới chẳng hạn phải huy động để đi ra để đắp đê để gia cố hay là để gặt trước khi mà bão nó kéo đến, phải gặt luôn chứ không thì nó ngập rồi nó hỏng, thì phải huy động thế nào. Thì bác tôi làm đội trưởng làm những cái việc như thế, đông đốc quát tháo đi các nhà giục mọi người. Thì các bạn phải hiểu là chế độ hợp tác xã gọi là cha chung không ai khóc, thằng nào đi làm rất là hời hợt, gọi là ghi đánh trống điểm tên thôi, ghi danh thôi, chứ người ta ra đồng người có làm đâu, vì người ta suy nghĩ rằng đó cánh đồng đó đâu phải là của người ta, nó là cái của chung của hợp tác xã, nó của chung của xã hội. Cho nên là làm được thế nào thì làm thậm chí làm cỏ lúa thì hời hợt nọ kia, chỉ gọi là chỉ để ghi công là hôm nay tôi có đi làm cỏ lúa đấy thế thôi, chứ còn ra thực sự cái cỏ lúa nó vẫn mọc đầy lẫn lúa của ai, có ai thò tay để cào cái cỏ lúa đâu, ví dụ chẳng hạn như thế. Thì dẫn đến cái năng suất cha chung ai khóc, thì những cái cánh đồng mặc dù là phùi nhiêu ở đồng bằng Bắc Bộ như Nam Bộ, ở miền đồng bằng sông Hồng như đồng bằng sông Cửu Long thì nó cũng chả có cái năng suất nào cả, cho nên nó mới dẫn cái chuyện chết đói. Chứ các bác ông ấy đừng có đổ tại là chiến tranh nọ kia cái thứ đấy là lời ngụy biện thôi, chứ còn đấy dông dài thế để các bạn mới hiểu về cái chế độ hợp tác xã rồi chế độ công đánh trống ghi tên công điểm như thế nào, rồi đói khát ra làm sao, rồi tại sao phải cử Trung ương Đảng cứ phải cử một ông đi sang các nước xã hội chủ nghĩa để ngửa tay xin từng cái hạt bo bo, thậm chí những cái hộp lon sữa hay là sữa bột, ngày xưa gọi sữa bột theo 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 cân, rồi nó để quá hạn như bây giờ mình gọi là quá đắt, nó bón cục ra xong rồi về phải ghè ghè từng cái cục sữa ấy ra xong rồi để ăn đấy. Thì nói thế để các bạn sau này các bạn trẻ các bạn hiểu một cái qua một cái thời kỳ đó mà những người ít nhất như tôi nó đã trải nghiệm qua những chuyện đó và chứng kiến những chuyện đó hàng ngày, chứ nó không phải là cái chuyện mà bịa đặt hay xuyên tạc gì cả. Và ngược trở lại, tôi quay ngược trở lại, vậy thì tại sao một ông bí thư tỉnh ủy như ông Kim Ngọc, bí thư tỉnh Vĩnh Phúc, ông ấy dám chống lại, nói đúng ra là gọi như bây giờ mình gọi là chống lại cái chủ trương của Đảng Cộng sản lúc đó, của Trung ương Đảng Cộng sản lúc đó. Ông không thể áp đặt một cái điều bất gọi là bất hợp lý trong một cái cuộc sống để cứ cố chạy theo một cái chế độ gọi là tập trung xã hội chủ nghĩa, để hợp tác xã, để cha chung không ai khóc như vậy, trong khi ông ấy phá rào, ông ấy giao khoán, ông ấy giao khoán cái khoán 10 ấy. Nếu các bạn hiểu cái từ làm nông nghiệp mình hiểu cái từ khoán 10. Khoán 10 cha đẻ của khoán 10 phải là ông Kim Học, mà ông Kim Học ông ấy dám lấy cái sinh mạng chính trị của ông ấy. Tức là ông ấy sẵn sàng bị những cái đồng chí của các ông đấy, và ông ấy có bị rồi đấy, bị đấu tố rằng ông ấy là cái người chống lại chủ trương chính sách của Đảng. Thế là người ta cũng định bỏ tù ông ấy, thậm chí người ta đòi xử bắn ông ấy, xử bắn ông ấy. Thì người ta đấy những cái chuyện như thế, mà trong khi đó ông ấy là một người ít nhất ông ấy là người một người cộng sản, nhưng ông ấy là cái con người nó vẫn còn trái tim, còn cái khối óc để mà cảm thấy cái nỗi đau của người dân. Thì ông ấy dám vượt rào, ông dám vượt rào, và ông dám dám một mình ông ấy ngược lại cái gọi là nghị quyết hay là gọi là chính sách của Đảng. Mà tập thể lúc đấy thì Đảng Cộng sản các bạn biết là người ta gọi là ghinh lắm, đi ngược chống lại tập thể, ý kiến chống lại đi ngược lại, người ta quy vào thành phần phản động, quy thành phần xét lại, quy thành phần thế nọ thế kia, người ta chụp đủ các thứ lên đầu. Đấy, thế thì nói dông dài như thế để các bạn cũng hiểu là trong quá khứ cũng đã có những người, không phải là chỉ có những người không phải là đảng viên cộng sản, mà những người là đảng viên cộng sản mà thậm chí có chức vụ rất là cao, gọi là cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản, người ta đã dám đi ngược lại chính sách của Đảng Cộng sản để người ta vì một cái mục đích tốt đẹp cho những người dân, cho xã hội, bởi vì người ta nhìn thấy chỉ có thế. Và quả đúng như thế, sau này cái kết quả mà việc từ cái việc ông phá rào mà ông đi ngược lại cái chính sách của Đảng, mà ông ấy giao lại cho cái gọi là giao chui ấy, thực ra giao chui, bởi vì chính sách của Đảng người ta chỉ cho phép là cái gì mà thuộc về chính sách mà Đảng cho phép thì mới được làm, còn cái gì không Đảng chưa cho phép mà anh mà làm có nghĩa là đi ngược lại, và người ta quy kết rất nặng nề. Thế nhưng ông ấy phải nói là một con người dũng cảm, con người dũng cảm, ông ấy đặt cược cái sinh mạng chính trị của ông đấy vào cái vụ đó để mà chỉ vì cái lợi ích của người dân thôi, và cái lợi ích của tỉnh, dân trong tỉnh của họ, của ông ấy. Thế thì sau này rất may cho ông ấy là cái thành quả cái việc làm của ông là đúng, và ông ấy đủ dũng cảm để ông bảo vệ cái theo cái việc làm của mình, cho nên là nó mang lại cái thành quả tốt đẹp. Cho nên là những các đồng chí cộng sản của ông ấy mà trong gọi Trung ương Đảng đấy thì cũng bị đuối lý và không đủ để lập luận, hay là nó không đủ gọi sức mạnh để mà gọi là bắt ông bỏ tù hoặc là xử bắn ông ấy như thế. Thì các bạn nói hiểu thế để quay ngược lại về cái chuyện mà người dân tại sao ở Tuyên Quang kia bình thế, có thể hôm nay nhiều ông cộng sản hoặc là những người khác quy người ta là thế nọ thế kia, nhưng mà lịch sử sau này mới ghi nhận là những người đó đang làm việc đúng. Cũng như tôi bây giờ tôi nói những cái việc tôi làm rất là bình thường, thực ra là rất bình thường thôi, nhưng mà
bị các ông Đảng Cộng sản, đặc biệt là các ông Bộ Công an, ông ấy quy chụp cho thế nọ thế kia, ông vẽ tội ra thế nọ thế kia. Nhưng mà tôi chỉ là đơn giản, một là thứ nhất là tôi nhận thức được đó là cái quyền căn bản của con người. Con người nó khác, có bữa trước tôi nói rồi đấy, con người nó khác với lại loài các loài vật khác, bởi vì con người cũng chỉ là một loài vật, nhưng mà loài vật cao cấp, có biết suy nghĩ, có tiếng nói, có trao đổi được với nhau, nó khác với lại các loài vật khác. Thì không phải chỉ có nhu cầu căn bản, tức là ăn, ngủ, rồi là làm những sinh hoạt sinh lý để duy trì loài giống, hay là một cái nơi trú ẩn gọi là cái để mà tồn tại. Nó còn có cái được cái con người nó khác con vật và trở thành cái động vật tối cao cấp, là chính vì là có cái bộ não và cái tư duy. Con người có tư duy và mình phải xỉ phải, phải 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 suy nghĩ, phải biết suy nghĩ, và mình phải suy nghĩ rồi thì mình thể hiện qua bằng lời nói của mình, ví dụ chẳng hạn thế. Thì đấy là những cái quyền rất căn bản và nó được ghi trong cái công ước về quyền con người mà Việt Nam đã tham gia ký kết, tức là được quyền tự do ngôn luận. Tôi được quyền nói, tại sao các anh lại nói, bảo là tôi nói thì các anh cái còn cái việc của tôi nói như thế nào tính sau nha. Tôi trước hết tôi đâu có phải là đảng viên Đảng Cộng sản, mà tại sao tôi phải nghe theo lời của đảng viên Đảng Cộng sản, tại sao tôi phải nghe lời ông Trọng? Ông Trọng với tôi chả là cái gì cả, ông Trọng chỉ là một công dân trong cái đất nước này, không hơn không kém, kể cả bây giờ và mãi mãi về sau cũng như thế. Thì ông đấy cũng chỉ là một công dân thôi, mà tôi cũng là một công dân. Còn dưới góc độ của Đảng Cộng sản, ông ấy có thể là một ông chức danh tổng bí thư, ông rất là to và ông rất là quyền hành, nhưng đối với tôi ông ấy chỉ là một công dân thôi. Ông ấy tôi bởi vì tôi không phải là đảng viên Đảng Cộng sản, và tôi không có nghĩa vụ phải tuân thủ bất kỳ một cái quy định hay là một cái điều lệ nào của Đảng Cộng sản nhé, đúng không ạ? Đấy là điều đương nhiên, nó sự thực là như thế, và tôi sẵn sàng tôi đối chất, kể cả bây giờ tôi gặp ông Trọng tôi cũng lý luận với ông như vậy. Tôi sẽ lý luận với ông là tổng bí thư của Đảng sản, nhưng mà tôi đâu có phải đảng viên Đảng Cộng sản đâu, một ngày một giờ một phút nào đâu, cho nên tại sao tôi phải tuân thủ những cái gì của đảng quy định, đúng không ạ? Và tôi khi mà tôi là một con người độc lập, một công dân độc lập, thì tôi có suy nghĩ độc lập và tôi được quyền nêu quan điểm của tôi, tuân thủ theo đúng cái công ước quốc tế về quyền nhân quyền, đấy là quyền tự do ngôn luận. Tôi cũng có quyền bàn tán, tôi cũng có quyền chỉ trích nếu như cái việc mà các ông đang đưa ra những cái chính sách nó sai lầm cho đất nước chẳng hạn, thì tôi thấy mà cái điểm nào nó sai thì tôi có quyền chỉ trích chứ, đúng không ạ? Chứ còn ông làm sao mà ông áp đặt được. Còn việc mà ông chụp mũi cho tôi, ông cho tay chân của ông ở Bộ Công an hay là bất kỳ một ban tuyên giáo hay là những nhà văn nhà báo nào nữa, thì gọi là tạm gọi là đi theo phe của các ông, thế xong rồi bịa đặt ra nặn ra những cái con chữ mà nó rất là kinh tởm, nó rất là nó gọi là bất nhân và bất nhân tính. Ông chụp mũi cho tôi là tôi thế nào thế kia, đâu phải tôi là đang thể hiện làm quyền con người bằng cái việc làm lời nói và hành động của tôi, bằng cái nhận thức của tôi được quyền phát biểu những cái gì tôi suy nghĩ. Tôi không phải là một con chó hay một con lợn chỉ biết ăn hợp mặt vào máng xong rồi tối nằm ngủ để ngày mai lại tiếp tục hợp mặt vào máng xong rồi tối nằm ngủ, nó đâu phải như thế. Như thế là một loài vật, còn bây giờ chúng ta là một loài con người cao cấp, một động vật cao cấp, thì chúng ta phải có suy nghĩ. Nó bao nhiêu chuyện để xảy ra xung quanh chúng ta, từ cái chuyện trong làng ngoài xóm rồi phố phường của chúng ta, rồi những chuyện nọ chuyện kia trong đất nước, rồi các nước chung quanh, rồi trên thế giới nó vận động hàng ngày hàng giờ này, bao nhiêu cái chuyện nó vận động mà tại sao lại cứ bảo cấm không được nói là thế nào, đúng không ạ? Chứ còn tôi cũng không thể nào mà tôi phải nói theo ý của ông được. Tôi là con người tự do, có tư tưởng độc lập, thì tôi phải biết suy nghĩ cái nào đúng cái nào sai. Nếu các ông cái gì đúng tôi khen ngay, tôi nói rồi. Thậm chí nhiều khi mà ông nhìn này, bây giờ tôi có những cái nếp nhăn này, khóe mắt nếp nhăn tôi già đi rất là nhiều, bởi vì tôi nghĩ. Tôi đâu có phải, các ông không hiểu rằng là tôi không phải là lúc nào tôi cũng chửi với các ông. Tôi không phải là chửi, con người không phải lúc nào cũng cứ chửi, bức xúc và bất bình vì cái chuyện gì đó, hay là người ta phản kháng lại bằng cái gì. Mà tôi đâu có cái vũ khí gì ngoài lời nói và ấy đâu, đúng không ạ? Tôi đâu có cái gì cả, tôi chỉ có mỗi khối óc của tôi, trái tim của tôi và cái miệng của lưỡi của tôi để cái lời sử dụng lời nói, có thế thôi, tôi có gì đâu. Tôi suy nghĩ gần đây, tôi suy nghĩ là vậy thì bởi vì tại sao tôi lại nói là bởi vì gần đây tôi có rất nhiều những cái cuộc tranh luận với lại các nhà báo quốc tế, các nhà báo nước ngoài. Vì tất nhiên thì đối với người được gắn mác là một thằng phản động gọi là cách xù như tôi, thì dưới con mắt của các ông tôi không bao giờ tôi có một cái cơ hội nào để mà thảo luận với các ông về bất kỳ một cái vấn đề gì trên cái hệ thống báo chí do các ông cầm quyền rồi, đúng không? Tôi cũng không trách cái điều gì cả. Nhưng mà ở đây tôi nói báo chí là bởi vì toàn các nhà báo nước ngoài thôi, thì khi mà tôi bàn luận với họ, tranh luận với họ về những cái vấn đề xảy ra trên cái đất nước Việt Nam này, thì bao gồm rất nhiều vấn đề, thì thậm chí có một nhà báo nó họ hỏi tôi rằng là vậy thì theo quan điểm của ông thì ông có nghĩ rằng là có thấy một cái điểm gì tốt đấy, có một tôi viết cái status trên cái tút ở trên trên tường nhà tôi đấy.
là tôi đang cố gắng, ông có thể thấy ra một cái điểm nào đó mà ông cho rằng là Đảng Cộng sản làm tốt hay không? Thì tôi trả lời họ, tôi nói rằng là nó khó quá, nó khó quá. Bởi vì làm sao? Bởi vì là nó khó là bởi vì là tôi thì tôi căn cứ ở trên, tôi nhìn nhận mọi chuyện ở trên cái góc độ là nó một người công dân và quan sát tất cả những cái hiện tượng, những cái sự việc, những cái nó xảy ra trên cái đất nước của chúng tôi, thì tôi chưa thấy một cái điều gì mà tôi tạm gọi là Đảng Cộng sản người ta làm tốt cả. Đấy, chứ không phải là tôi phủ nhận hoàn toàn hay là tôi gọi là có một cái nhìn bi quan, tức là tôi cố đặt vào mình vào một cái vai, cái vị trí mà nó gọi là nó trung lập và nó gọi là khách quan nhất để phán xét những cái việc hành động nó xảy ra hàng ngày trên cái đất nước của tôi, đối với người dân của chúng tôi trên khắp mọi miền Tổ quốc, trên khắp mọi miền đất nước mà tôi được tiếp cận với thông tin thông qua cái, đặc biệt là những cái mạng xã hội và anh em ở khắp nơi người ta đăng tải những cái thông tin. Tôi thì con người nó cũng khá là gọi là cẩn trọng trong cái việc mà mình cố gắng chắt lọc tiếp cận thông tin, tức là tiếp cận một cách cố gắng khách quan nhất, chứ mình không đừng bị để cái trạng thái nào nó đè nặng trong đầu mình để mình nhìn cái sự việc nó dưới cái đó thì nó không hay. Thì tôi nói với họ đấy là ý là như thế, là tôi quả thực là khó, tôi khó chưa tìm ra được, hoặc là tôi không tìm hoặc là chưa tìm ra được. Thế thì tôi sẽ cố gắng, tôi dành thời gian vào cái chuyện là sẽ xem là tìm kiếm xem là cái liệu có một cái việc gì đó mà gọi là tốt, để mà bởi vì tôi không muốn là mình lúc nào mình nói về những cái chuyện nó xảy ra nó đau lòng, nó như chúng ta gọi là chuyện xấu, chuyện gọi là chướng tai gai mắt, những cái chuyện mà nó đau khổ quá nhiều ở trên cái đất mình, rồi mình nói nhiều quá khéo là thậm chí là nó ảnh hưởng đến gọi là tiêu cực, không cứ gì cho mình mà nó tiêu cực cho cả những cái người bạn mà tiếp cận được cái thông tin khi mình truyền tải như thế. Thì tôi cố gắng, tức là mình nhìn cái góc độ mà sao nó cố gắng nó lạc quan nhất có thể, để nó cân bằng lại, nó cân bằng. Bởi vì chúng ta cuộc sống của chúng ta mà nó đầy những cái chuyện mà xảy ra như thế, mà chúng ta lúc nào chúng ta cũng căng cứng, con người chúng ta nó không được một thả lỏng một chút nào, nó không có một cái sự điềm tĩnh, không có một cái sự cân bằng trong ngay ở trong cái tâm nạn của chúng ta, thậm chí chúng ta đều hóa điên hết tất cả. Đấy, thì tôi suy nghĩ một cách tích cực là như thế, tức là muốn là mình tìm ra một cái điểm nào đó mà tạm gọi là cái điểm tốt, việc làm tốt của những người cộng sản cầm quyền hiện nay đối với lại cái đất nước và đối với nhân dân. Thế thì tôi cũng có biết một cái tút lên trên Facebook của tôi hỏi thì hầu như là các bạn nói vào còm, thì lúc nào tôi sẽ tổng hợp lại tất cả những cái lời còm của các bạn. Thì quả thực là làm ra nếu mà nói đúng nghĩa thì chưa tìm thấy một cái điểm nào nó tốt. Các bạn có đề ra một số cái còm gọi là tốt, nhưng mà nó mang cái tính gọi là mỉa mai nhiều hơn chứ nó không phải là tốt thật. Đấy, thì ví dụ như thế. Thì ngồi nói chuyện với các bạn gọi là nhân cái hai cái ý, một cái ý thứ nhất là nhiều bạn cứ nhắn tin cho tôi quá, nói là anh livestream đi nọ kia, cái việc livestream của anh rất tốt cho nhiều người nọ kia. Thì tôi nói lại để rút gọn lại là các bạn biết.